Chào các bạn, dịp Tết đến xuân về, có rất nhiều người đang tìm mua cho mình một chiếc điện thoại cao cấp để chụp ảnh du xuân hay là ghi lại những khoảnh khắc bên cạnh gia đình. Những chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp thì thường có giá đắt, tuy nhiên không phải bất cứ sản phẩm nào có giá đắt lại cho ra những bức ảnh đẹp. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn những sản phẩm có giá rất hợp lý dưới 7 triệu đồng nhưng lại cho chất lượng hình ảnh xuất sắc hơn hẳn so với những sản phẩm cùng tầm giá khác. Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của Di động Thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đầu tiên, xin giới thiệu đến các bạn bộ 3 đến từ Sony, đó chính là Sony Xperia Ion, TX và Sony Z. Với những công nghệ độc quyền cả về phần cứng lẫn phần mềm của mình, những sản phẩm con cưng của Sony đều cho chất lượng hình ảnh vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Máy ảnh trên Xperia TX và Ion là phần gây hứng thú nhất đối với mình, do chiếc di động này được trang bị phím chụp hình chuyên dụng cùng công nghệ hình ảnh nổi tiếng của Sony từ trước tới giờ. Camera 13 megapixel của TX và 12 megapixel của Ion cho những bức ảnh sáng và màu sắc thể hiện rất tốt khi chụp ngoài trời. Kể cả khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, chất lượng ảnh tuy không thể bằng khi chụp ngoài trời nhưng ảnh vẫn có chất lượng rất là đáng nể. Điều mình khá thích thú ở TX và Ion chính là nút chụp ảnh chuyên dụng, cho phép người dùng focus khi bấm hờ hay là chụp khi bấm mạnh. Có thể thấy phím chụp ảnh chuyên dụng thật sự rất hữu ích, nó cho phép người dùng chủ động hơn trong việc lấy nét và cầm máy chắc chắn hơn. Ngay cả khi máy đang tắt, bạn có thể vào trực tiếp ứng dụng chụp ảnh bằng cách nhấn giữ nút chụp hình. Nhìn chung, với phần cứng, mức giá tương tự nhau, việc bạn chọn chiếc điện thoại nào có lẽ chỉ còn là nghiêng về phần thiết kế mà thôi. Camera 13 megapixel trên Xperia Z khá ấn tượng với chức năng quay phim HDR, rất nhiều tùy chọn cho việc chụp ảnh để các bạn khám phá. Sony đã trang bị cho smartphone này những tùy chỉnh không hề thua kém những máy ảnh chuyên nghiệp. Chính vì vậy, nếu bạn là một người am hiểu về nhiếp ảnh thì đảm bảo với Xperia Z bạn sẽ có những bức hình ưng ý. Với mức giá hiện tại chỉ 5 triệu đồng thì đây quá phù hợp cho một siêu phẩm năm 2013. Nếu xét về mức giá chỉ khoảng 4 triệu đồng thì Wiko Getaway đang sở hữu bộ đôi camera có thể nói là khủng nhất hiện tại, với 13 megapixel phía sau và 5 megapixel ở phía trước. Thậm chí Getaway còn vượt trội hơn cả những thiết bị flagship cao cấp hiện nay về số chấm phần cứng máy ảnh. Với camera sau 13 megapixel có khả năng quay video Full HD, chúng ta sẽ thấy một giao diện chụp ảnh khá đơn giản, dễ dàng sử dụng như là những thiết bị Wiko trước đây. Tất cả những thông số như là ISO, cân bằng trắng, thậm chí là cả phơi sáng thì đều có thể tùy chỉnh tùy thuộc vào ý đồ của bạn. Đây là một sản phẩm sinh ra chuyên để selfie, chính vì vậy nó hỗ trợ khá nhiều tùy chỉnh như là làm mịn da hay là thu nhỏ khuôn mặt. Nếu so với những sản phẩm trong cùng tầm giá thì rõ ràng Getaway vượt trội hoàn toàn. Chất lượng chụp ảnh tốt, đặc biệt là chi tiết hình ảnh với mật độ điểm ảnh cao, màu sắc hài hòa chính là điểm mạnh của máy. Tiếp theo chính là Lenovo V70. Thiết bị này chúng ta biết đến với dung lượng pin trâu lên đến 4000 mAh cũng như là một cấu hình vượt trội với RAM 2GB, con chip 8 nhân 64 bit. Nhưng bên cạnh đó, về mặt giải trí thì P70 cũng hỗ trợ khá tốt, nhất là chụp ảnh khi nó được trang bị camera sau 13 megapixel cùng với camera trước là 5 megapixel, không hề thua kém bất cứ phần cứng máy ảnh của những thiết bị cao cấp nhất hiện nay. Với chế độ camera sử dụng khá đơn giản cùng với rất nhiều tùy chỉnh thì các bạn có thể thoải mái sáng tạo với camera của máy. Ngoài ra, với việc hỗ trợ nhiều chế độ chụp thú vị cũng là một điểm cộng. Hình ảnh từ Lenovo P70 cho ra có màu sắc tươi sáng, ít nhiễu cũng như là có một độ chi tiết cao. Trước đây, HTC chưa bao giờ ghi điểm với camera trên các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì nhà sản xuất này đang cố gắng thay đổi điều đó. Với hai sản phẩm là Design 816 và 820S, mặc dù chỉ là những thiết bị tầm trung nhưng HTC đã chứng minh là mình hoàn toàn có thể tạo nên những chiếc camera full. Hai chiếc máy này đều sở hữu chung phần cứng camera sau với độ phân giải 13 megapixel, cảm biến BSI cùng với khẩu độ f/2.2. Thử nghiệm thực tế của mình cho thấy chất lượng camera này ở mức khá tốt, ảnh cho ra có độ chi tiết sắc nét cao bởi số chấm máy ảnh lớn. Màu sắc của camera đôi khi hơi nhạt màu nhưng bù lại các chi tiết nhiễu của camera được kiểm soát tốt. Đặc biệt là chức năng HDR hoạt động khá hiệu quả, hình ảnh từ chế độ này luôn cho độ tương phản hoàn hảo. Mình khá là hài lòng với camera của hai chiếc design là 816 và 820S. Đặc biệt với máy ảnh trước của design 816 lên tới 5 megapixel và trên design 820S là 8 megapixel thì những bức hình tự sướng của bạn trở nên cực kỳ ấn tượng. Tóm lại,
với giá tiền khoảng 5.490.000 của 816 hay là 6.990.000 của 820S. Chúng ta nhận được một chiếc camera cho chất lượng hình ảnh rất tốt, không hề thua kém so với những máy ảnh du lịch mini. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn những chiếc điện thoại có camera tốt nhất trong tầm giá dưới 7 triệu đồng. Với những sản phẩm này, các bạn có thể vừa yên tâm chụp hình mà không cần phải lo lắng về chất lượng ảnh chụp. Hy vọng bạn có thể chọn ra cho mình một chiếc điện thoại phù hợp nhất để du xuân cùng bạn trong những ngày Tết. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn đừng quên like video cũng như subscribe channel. Xin cảm ơn.